Minh Đường Tử Vi xin chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày 13 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý. Người tuổi Tý trong ngày thứ tư này vấp phải cục diện ngủ hành ngọ tý tương xung nên công việc sẽ khó bề suôn sẻ như ý muốn. Bản mệnh là người kiên trì và quyết tâm nhưng đôi khi nóng nảy thái quá, hành động hấp tấp dễ gây mất lòng người xung quanh. Hôm nay, những mâu thuẫn với đồng nghiệp cấp trên đôi khi không tránh khỏi vì những ý kiến bất đồng, bạn lại khăng khăng cho rằng bạn đúng và người kia cũng vậy. Nhưng đừng để nó đi quá xa nếu không đường tiến thân của bạn rất dễ bị ảnh hưởng trong ngày có sự xuất hiện của thương quan. Đường tình duyên của bản mệnh đang xuất hiện những dấu hiệu không được thuận lợi cho lắm. Người độc thân buồn giàu vì tình đơn phương không được đáp trả, các cặp đôi thì ngày càng xuất hiện nhiều mâu thuẫn hơn. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, dễ hao tài cho máy móc hoặc xe cộ bị hư hao cẩn thận khi di chuyển đề phòng tai nạn xe cộ nên cẩn trọng về lời nói khi giao dịch quan hệ tình cảm không tốt gặp thị phi khẩu thiệt mong cầu về hôn nhân không thành bất lợi tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ngày xung của bổn mạng có nhiều biến chuyển thay đổi xảy ra trong ngày ngoài dự tính công việc có kết quả nhưng cẩn trọng trong lúc thực hiện dễ có những rủi ro bất cẩn cần chú ý đến những phương tiện về máy móc xe cộ ngày có nhiều chuyện dày dạt thị phi tranh chấp mỗi người một ý đối lập nhau không nên tin cần quá đáng vào người khác chỉ nên xem ý kiến của họ như một lời tham khảo sức khỏe không tốt tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa ngày sung của buồn mạng không nên mưu sự công việc hoặc tiến hành những chuyện lớn lao sẽ bị nghẽn lối cản trở gặp khó khăn chỉ hao tốn công sức tài lộc có bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu nên chi dụng vào những việc cần thiết bớt một chuyện tốt hơn là thêm một chuyện tránh chuyện thị phi tranh cãi nên nhường nhịn ngày nên cẩn trọng sức khỏe không tốt có tin buồn tử vi tuổi canh ký, thuộc mệnh thổ ngày sung của bổn mạng có sự thay đổi hoặc gặp tình thế đảo ngược khiến cho công việc gặp trở ngại nhưng cũng không nên bỏ ngang nên quyết định ra đi hoặc thay đổi phương hướng kế hoạch nên tự mình gánh vác hoặc trực tiếp đi gặp tốt hơn là giao cho người khác tiền bạc thì đến nhanh và hao nhanh có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc ngày sung của bổn mạng. Bớt một chuyện tốt hơn là thêm một chuyện. Tránh chuyện thị phi tranh cãi, nên nhường nhịn. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, không nên mưu sự hoặc tiến hành những chuyện lớn lao sẽ bị nghẽn lối, cản trở, gặp khó khăn, chỉ hao tốn công sức. Tài lộc có bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, nên chi dụng vào những việc cần thiết, có tin xa, hoặc có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi sửu xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, tương hại xuất hiện khiến tình cảm dạn nứt, con giáp tuổi sửu vô cùng mệt mỏi khi không biết phải làm thế nào để có thể hóa giải được những căng thẳng giữa mình và nửa kia mà không gây tổn thương cho đối phương. Bù lại, chính ấn mang lại cho con giáp này những cơ hội mới trong sự nghiệp đường công danh đang rộng mở. Tuy nhiên, không có thứ gì dễ dàng cả, mọi thứ đều trong tầm tay nhưng bạn cũng khá vất vả để theo đuổi. Hãy cố gắng theo đuổi mục tiêu tới cùng, rồi bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Theo hải thượng lãn ông, ngày 8 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim. Cái lợi hay cuộc vui chỉ đến trong chốc lát không nên kéo dài, không tốt. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, có cơ hội nhưng không nên có nhiều tham vọng. Có tin, hoặc có khách, người thân đến viếng. Nên giải quyết các vấn đề có liên quan đến tình cảm, nhân nghĩa đã tồn tại từ lâu không nên hứa hẹn gì lâu dài, tránh thị phi, tranh cãi, dễ bị trách oán, hiểu lầm. Nói chung mưu cầu chuyện tình cảm, lương duyên thì không nên. Tử vi tuổi đinh sửu, thuộc mệnh thủy. Đã đến lúc cần phải có sự thay đổi, nên bỏ việc cũ, chuyện cũ mà hướng về tương lai. Ngày có chuyện dày già hoặc bị áp lực, trì trệ. Chỉ nên ngồi yên, tránh sự tranh luận, tranh cãi, không có lợi. Tài lộc kém, hoặc vào nhanh ra nhanh, do những công việc còn tồn động cần phải thanh toán trong nhà có người đi xa hoặc thay đổi công việc phương hướng làm ăn tử vi tuổi kỷ sửu thụ mệnh hỏa tài lộc chỉ hé mở chưa phải là lúc tiến hành đầu tư hay hồn hạp chuyện tình cảm nên chờ một dịp khác không nên đính ước hứa hẹn nhanh chóng dễ có sự thiệt thòi lỡ bộ tài lộc trung bình nên đi xa hoặc đi gặp người đã có sự ước hẹn tốt hơn là ngồi chờ nên bình tĩnh nếu có mọi áp lực tranh cãi thư kiện có tiểu nhân bất hòa về quan điểm nên chia tay ra đi tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ mọi việc đều thay đổi không nên theo đường hướng cũ chuyện tình cảm không nên kéo dài không tốt có tin tức ở xa tài lộc dễ hao có những việc xảy ra ngoài ý muốn cần phải chấp nhận có người ở xa đến tránh bàn chuyện đến người hoặc nêu ý kiến không tốt tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc mọi việc chỉ là ngắn ngủi cho nên tiến hành hay giải quyết công việc gì thì nên làm cho nhanh không nên đính ước hứa hẹn nhanh chóng dễ có sự thiệt thòi lỡ bộ nên đi xa, hoặc đi gặp người đã có sự ước hẹn tốt hơn là ngồi chờ. Nên bình tĩnh nếu có mọi áp lực, trở ngại, phê bình, dèm pha, tranh cãi, thư kiện, có tiểu nhân, bất hòa về ý kiến. Có sự gặp gỡ hoặc có tin tức của thân nhân, bè bạn. Có cuộc vui. Tử vi tuổi dần. Dưới tác động của tam hợp, người tuổi dần được quý nhân che chở rất nhiều trong cả công việc lẫn đường tìm kiếm tài lộc những chú hổ luôn nhận được sự trợ giúp nhiệt tình của đồng nghiệp và cả chỉ dẫn kịp thời của cấp trên nên công việc hoàn thành đúng thời hạn chất lượng vượt cả mong đợi chẳng những vậy thiên tài chiếu mệnh con giáp này còn đang có vận may tài lộc trong ngày hôm nay bản mệnh có thể phát tài một cách nhanh chóng vì biết đầu tư đúng chỗ hoặc được hưởng thành quả vì những cố gắng trong suốt thời gian qua truyền tình cảm của bản mệnh đang có dấu hiệu khả quan nhất là đối với những ai còn độc thân nhưng chưa tìm được người tâm đầu ý hợp bạn phải bằng lòng bước ra vùng an toàn và nắm lấy thế chủ động thì mới có thể nắm được hạnh phúc thuộc về mình tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy thích hợp với các nghề máy móc cơ khí điện khí luyện kim nghề khoáng sản mai táng xây dựng kiến trúc địa ốc bảo hiểm ngân hàng cổ phiếu pháp luật không nên đi xa bất lợi gặp rủi ro hoặc có tai nạn về xe cộ máy móc có tài lộc nhưng cường nhọc vất vả nên tự mình quyết định lấy công việc của mình sau khi lắng nghe ý kiến của người khác gia đạo có chuyện buồn không thích hợp cho việc kết bạn vui chơi tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa một ngày vất vả có quá nhiều công việc đến cần phải giải quyết hoặc có sự cạnh tranh chơi xấu ở trong tình thế gặp nhiều áp lực do nhu cầu đòi hỏi không nên hẹn ước ký kết giao hẹn đính ước sẽ gặp nhiều thiệt thòi tài lộc có bao nhiêu thì hay bấy nhiêu không nên tham vọng tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ nếu thấy có lợi thì nên dừng bước, không nên tiến thêm. Trong ngày sẽ còn có nhiều chuyện bất lợi xảy đến. Cần phải cẩn trọng trong việc di chuyển, đi xa, sử dụng máy móc, xe cộ. Không nên tin tưởng quá đáng vào tin tức, lời hứa, ước hẹn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Có tin buồn. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Mọi sự tính toán trong ngày đều khó có kết quả, có sự đảo lộn, có người dòm ngó, tranh cạnh, hoặc đến quấy rầy. Ngày có nhiều lo âu bận rộn đủ mọi mặt về công danh cũng như về tình cảm có tài lộc nhưng chỉ là việc riêng tư, việc cũ. Nếu thấy có lợi thì nên dừng bước không nên tiến thêm. Bất lợi, việc xưa lại tái diễn, nên cẩn trọng. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Ngày có sự hao tốn về tiệc tùng, mua sắm, gặp gỡ, hò hẹn. Cầu về công việc thì hay gặp sự trắc trở, nội bộ có nhiều mâu thuẫn, trái ý nhau một cách ngấm ngầm. Đề phòng chuyện thị phi, khẩu thiệt. Ngày chỉ có những tin đem đến không có lợi. Tài lộc kém, hoặc vào nhanh ra nhanh nên hết sức cẩn trọng khi đi lại, di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Nhà có người đau ốm, có chuyện buồn, hoặc xúc vật bị bệnh tật, tai nạn. Tử vi tuổi mão Ngọ mão tương phá là điểm báo tiểu nhân xuất hiện trong vận trình hôm nay của người tuổi mão. Do đó, bản mệnh cần phải thận trọng hơn trong công việc để tránh mắc phải những sai sót không đáng có, cũng đừng đề cao bản thân thái quá kẻo bạn sẽ lọt vào tầm ngắm của kẻ ghen ghét. Công việc bấp bênh như vậy nhưng tài lộc lại có phần khởi sắc hơn. Nhờ chính tài mà những nỗ lực về tiền bạc của những chú mèo lúc này đã được đền đáp xứng đáng. Theo tử vi hàng ngày cho thấy, bạn có thể dùng tiền mua món đồ yêu thích từ lâu, tuy nhiên hãy nhớ lập ngân sách cụ thể cho từng việc mua sắm của mình nhé, kẻo tiền có bao nhiêu cũng thất thoát bấy nhiêu. Ngày hôm nay tình cảm lứa đôi giữ ở mức hài hòa, không có biến động quá lớn mối quan hệ của hai bạn vẫn trong những tháng ngày vui vẻ lãng mạn bên nhau tình yêu càng thêm thăng hoa nhờ sự đồng điệu của hai tâm hồn hòa hợp tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy chuyện mưu cầu về công danh tài lộc tiền bạc cần phải làm cho rõ ràng dễ có sự hiểu lầm hoặc người có ý đồ tham vọng lấn lướt tranh chấp với mình ngày có sự thay đổi hoàn toàn trong công việc làm ăn hoặc những việc chờ đợi đã lâu đến nay xuất hiện trong việc thực hiện hay di chuyển cần phải hết sức thận trọng có rủi ro hoặc phải bồi thường không nên thố lộ chuyện tình cảm của mình. Hao tài cho tiệc tùng, đình đám. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa Nên, đi xa, di chuyển, khai trương, xuất hành, cầu tài, kết bạn, kết hôn, xin việc, nhận việc, đầu tư cổ phiếu, huy động vốn, xuất hàng, tiến hành công việc, thực hiện điều dự tính. Ngày trung bình, có tài lộc hoặc có tin vui, có khách hoặc thân nhân, bè bạn đến. Công việc hay vấn đề tình cảm đã có sự hẹn ước từ lâu, nay có kết quả, nên tiến hành. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc tiến hành khởi sự không nên bỏ ngang sẽ không tìm lại được trong việc cầu công danh tài lộc tình cảm ngày có chuyện vui hội họp gặp lại người xưa có bạn mới tuy nhiên cũng đề phòng có sự châm chích hoặc có người giòm ngó gây rối hoặc có rủi ro trở ngại chút ít có tin tức ở xa nếu đi xa coi chừng có sự lạc lối mất dấu sai điểm hẹn tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có tiệc hoặc có sự hội họp hẹn ước ngày có nhiều công việc phải lo toan cực nhọc hoặc có tin tức đến khiến mình phải suy nghĩ, lo lắng giải quyết công việc sắp tới. Sức khỏe không tốt, có tài lộc nhưng hao tốn về mua sắm, giao thiệp. gặp lại người xưa và có thêm bạn mới. có tin buồn về rủi ro tai nạn của người thân quen khá giả. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, ngày có chuyện vui, hội họp, gặp lại người xưa, có bạn mới. tuy nhiên cũng đề phòng có sự châm chích hoặc có người giòm ngó gây dối, hoặc có rủi ro, trở ngại chút ít có tin xa, nếu đi xa coi chừng có sự lạc lối, lạc bạn, mất dấu, sai điểm hẹn. Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc tiến hành, khởi sự, không nên bỏ ngang sẽ không tìm lại được trong việc cầu công danh, tài lộc, tình cảm. Tử vi tuổi thìn Thiên ấn có thể sẽ giúp cho tuổi thìn phát huy hết được những năng lực còn tiềm ẩn của mình. Càng đứng trước thách thức thì con giáp này lại càng thể biện được bản lĩnh của mình, mạnh mẽ giành lấy thành công bằng chính sức mình khả năng sáng tạo của những chú rồng cũng được nâng cao trong hôm nay khi bạn liên tục đưa ra những ý tưởng sáng tạo khá mới mẻ. Thế nhưng nhớ là đừng quá xa đà vào những điều viển vông nhé. Hãy cân nhắc thêm tính khả thi của vấn đề, ngoài ra nên lắng nghe thêm góp ý của mọi người để xem xét thêm nữa nhé. Chuyện tình cảm của bạn khá thuận lợi, cơ hội bày tỏ tình cảm thành công của người độc thân đang rất lớn. Nếu cảm thấy tình yêu mình dành cho đối phương đã khó có thể kiềm chế, hãy cứ thử một lần nói rõ cho người ấy xem sao, dù kết quả có như thế nào thì bạn cũng không phải ôm nỗi bứt rứt này trong lòng nữa. Tử Vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa. Trước khó sau dễ, cần phải có sự kiên nhẫn khi có nhiều vấn đề nảy sinh gây trở ngại khó khăn sẽ có kết quả tốt. Sức khỏe không tốt hay ưu tư cho công việc tình cảm. Sự chờ đợi tin tức còn chậm nên chú ý đến hoạt động của đồng sự, người cấp dưới e có sự trở ngại, vấp váp, hoặc họ có chuyện buồn riêng tư ảnh hưởng đến công việc chung. Nói chung là nên kiên trì. Nếu thấy có điều lợi nhanh chóng, thì sự việc này chỉ là ngắn ngủi. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Ngày không tốt, không nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ rước lấy thất bại. Hành sự nên cẩn thận, tình thế dễ bị đảo ngược. Bên mình có kẻ dèm pha, đừng chọn tin vào bè bạn. Có tin buồn, hoặc chỉ là tin đồn mà thôi sức khỏe không tốt gia đạo bất an dù thấy có lợi đến cũng không nên tham vọng tiến thêm thì có điều hối tiếc nên giảm bớt đi một chuyện tốt hơn là tạo thêm một chuyện đề phòng thị phi khẩu thiệt tranh cãi ra đi thì phải quay về dễ gặp sự phá ngang gặp trở lực tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc có người khác xen vào chuyện của mình hoặc thời cơ cơ hội không chiều theo ý mình tin tức đến không tốt có nhiều chuyện lo âu về công danh tình cảm tiến lên thì bất lợi chỉ gây thêm sự rắc rối sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim. Chuyện tình cảm, kết bạn, đính ước, hẹn ước phải có sự dè chừng, dễ vướng vào cảnh lôi thôi, tiến thoái lưỡng nan. Không nên bao đồng, làm ơn mắc oán. Có người đến cần nhờ và mình, và cũng thuận lợi cho công việc mình mong cầu. Tuy nhiên cần phải có sự suy nghĩ hoặc tham khảo, chờ thêm tin tức mới, hoặc chỉ đồng ý trên nguyên tắc bằng miệng. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy đề phòng sự cháo trở hoặc sự việc xảy đến bất ngờ khiến cho mình không trở tay kịp. Không nên nghe ý kiến của người khác mà hãy tự mình tìm phương cách giải quyết. Nếu là ngày có sự gặp gỡ thì cuộc vui cũng không vừa ý. Có tin xa, sức khỏe không tốt, nên có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, chữa bệnh. Tử vi tuổi tỵ Thiên quan xuất hiện cảnh báo người tuổi tỵ rằng bạn cần phải cẩn thận trong các mối quan hệ xã giao bởi họa tiểu nhân của bạn đang rất lớn. Bạn dễ gặp phải kẻ lừa lọc tâm địa xấu xa trong ngày hôm nay, vì thế đừng dễ dàng tin những lời su nịnh của người khác. Trong ngày này, vấn đề tiền bạc cũng cần được chú trọng, kẻ xấu có thể lợi dụng lúc bạn không chú ý để cướp đoạt những gì bạn đang có, tiền bạc trong nhà không cánh mà bay. Con giáp này cần phải đề phòng với những lời đường mật muốn vay mượn hay đầu tư tiền bạc hơn nữa hôm nay những chú rắn dễ nóng này dẫn tới quyết định sai lầm nếu không kiềm chế cảm xúc bản thân e rằng sai lầm nối tiếp sai lầm nhất là trong chuyện tình cảm tới lúc muốn quay lại cũng không được mọi nỗ lực cố gắng của bạn đều tan thành mây khói tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa không nên theo đường lối cũ đã đến lúc phải thay đổi phương hướng mọi việc làm cũng như về tình cảm ngày của sự đáo hạn đính ước hẹn ước kết thúc công trình giai đoạn có tin tức ở xa tiền bạc vào ra thất thường hoặc có mà chưa đến tận tay. Nên cố gắng chờ đợi vì có sự chậm trễ hoặc rời hẹn, sai hẹn. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Dù có gặp sự trắc trở, tranh chấp, cạnh tranh cũng nên có sự hòa nhã, nhu thuận để giải quyết sẽ có lợi. Có tin tức ở xa, có quý nhân giúp đỡ. Đề phòng sức khỏe không tốt, không nên tính việc lâu dài hoặc đi xa dài ngày không tốt. Công việc hay bị bỏ dở nửa chừng vì có tin tức mới hoặc phải tiếp bạn, quý nhân, dự tiệc Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc. Tình cảm tốt, vui vẻ. Ngày có sự thay đổi về công danh cũng như tình cảm. Đã đến hạn kỳ cho công việc, tình cảm, tiền bạc cần phải giải quyết. Có sự mâu thuẫn, hiểu lầm chút ít trong nội bộ nhưng có thể hòa giải được. Có quý nhân giúp đỡ. Tài lộc tốt, hoặc có lộc ăn, hội họp, đình đám. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Ngày có sự thay đổi mọi việc từ công danh cho đến tình cảm, sức khỏe, việc làm. Có sự họp mặt, hội ngộ với bè bạn, người thân có tin xa, có khách đến, người có vai trò quan trọng đối với mình. Tài lộc trung bình, tiền đáo hạn, định kỳ. Việc di chuyển nên đề phòng rủi ro, tai nạn nhỏ, hoặc đi mà không vừa ý. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Cần phải có sự kiên nhẫn nếu gặp trở ngại, chậm chạp, bất chắc. Có sự mâu thuẫn, hiểu lầm chút ít trong nội bộ nhưng vẫn có thể hòa giải được. Có quý nhân giúp đỡ. Ngày có sự thay đổi về công danh cũng như tình cảm đã đến hạn kỳ cho công việc tình cảm tiền bạc cần phải giải quyết tài lộc tốt hoặc có lộc ăn hội họp đình đám đề phòng sức khỏe không tốt tử vi tuổi ngọ 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 tự hình có thể là nguyên nhân gây ra những suy nghĩ tiêu cực trong đầu người tuổi ngọ trong hôm nay tâm trạng bí bách khiến hiệu suất công việc của bản mệnh giảm sút thường than ngắn thở dài mong sao cho nhanh qua ngày hơn thế bản mệnh còn có cảm giác bị kẻ tiểu nhân quấy phá buông lời gièm pha nhằm tranh công đoạt vị nên càng thêm chán nản hơn vì những cảm xúc bất ổn đó mà những chú ngựa trở nên vui buồn thất thường rất khó đoán biết rằng bạn đang vui hay đang buồn vì thế đối phương mà không tinh ý e rằng giữa hai bạn sẽ xảy ra trận cãi vã kịch liệt trong ngày chuyện bé xé ra to rạn nứt cứ ngày càng lớn dần trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng bắc phía trong phòng và cửa phòng thai phụ phòng giá gạo do đó không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng tất cả việc mong cầu đều chậm chạp không nên hấp tấp vội vàng tiến hành hoặc giải quyết sẽ không phù hợp với thực tế việc như thế nào thì làm thế ấy nên ngồi yên tại chỗ đề phòng sức khỏe không tốt tài lộc trung bình không nên di chuyển đi xa đi không lại về không tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng chớ nên manh động làm càn chỉ rước lấy sự thất bại hoặc bị khiển trách ngày có nhiều sự xung đột mâu thuẫn bị áp lực nên cẩn trọng khi sử dụng xe cộ máy móc nên ngồi yên chỉnh đốn tu bổ sắp xếp lại công việc tránh sự tranh chấp cãi cọ lôi thôi sức khỏe không tốt có tin buồn tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của bổn mạng có nhiều sự phiền hà về tâm tình cũng như về công việc. Nên cẩn trọng về hành động lời nói dễ có sự hiểu lầm, bị khiển trách, hàm oan. Ngày không nên mưu cầu việc lớn, giới hạn sự di chuyển, đi xa, giao thiệp, tin tức xấu, sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có chuyện buồn, mất hòa khí. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng có tin bất ngờ hoặc có công việc có sự gặp gỡ ngoài dự tính hấp tấp vội vàng dễ gặp sự thiệt thòi hoặc trong tiến trình làm ăn có rủi ro tai nạn sức khỏe không tốt gia đạo bất an có tin buồn cẩn trọng trong di chuyển xoay sở gặp chuyện phiền lòng trở ngại tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc ngày tuổi của buồn mạng có sự phiền hà về tâm tình cũng như về công việc nên cẩn trọng về hành động lời nói dễ có sự hiểu lầm bị khiển trách hàm oan ngày không nên mưu cầu việc lớn giới hạn sự di chuyển giao thiệp sức khỏe không tốt gia đạo bất an mất hòa khí, có khách hoặc người thân đến, có quà, có lộc nhỏ. Tử vi tuổi mùi Lục hợp xuất hiện trong tử vi của người tuổi mùi là các thần mang vận may tới cho con giáp này. Bản mệnh được quý nhân che chở, đường tài lộc tăng tiến ầm ầm nhờ tìm được người hợp tác tin cậy để làm ăn có lợi, có thể đồng hành lâu dài. Chính ấn còn báo hiệu về những cơ may thăng tiến trong thời gian tới của những chú dê bản mệnh đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong một thời gian ngắn gây được ấn tượng tốt với cấp trên đó đều nhờ bản lĩnh vững vàng của bạn chứ không phải bánh ngọt từ trên trời tự dưng rơi xuống chuyện tình cảm của con giáp này đang tiến triển vô cùng tốt đẹp người ấy trao cho bạn cảm giác ngọt ngào của tình yêu mới chớm với các cặp đôi yêu đương đã lâu tình yêu đã chín thì có thể tính tới chuyện về chung một nhà tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim cần thận trọng trong khi tiến hành công việc, có những sự việc xảy ra khiến phải bỏ dở hoặc tạm ngừng hoặc phải đổi phương hướng, phương cách hành xử. Tài lộc tuy có nhưng phải có sự nỗ lực bền trí, hoặc có kẻ tranh giành với mình, hoặc có mà phải hao, phân chia. Có tin xa, nên nhờ quý nhân ở xa thăm hỏi tin tức trước khi hành động. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy. Đang ở trong tình thế không được thuận lợi, không nên làm càn hoặc nêu dự tính hay ý kiến của mình hãy thuận theo thời thế và chờ một dịp khác. Trong vấn đề tình cảm không nên có tính cách lâu dài hoặc nên giấu kín, có đệ tam nhân xen vào. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa. Trong sự di chuyển, đi xa nên cẩn thận, có sự trắc trở hoặc gặp rủi ro chút ít nhưng cũng không đáng lo ngại. Không nên bực mình khi có tin tức hoặc có người, bè bạn nóng tánh vì hiểu lầm, hoặc quá lo vì công việc. Sự vồn vã về tình cảm là điều không nên. Tài lộc trung bình, có tin vui về tình cảm, bè bạn, gia đình có tin buồn về sức khỏe, bệnh tật, công việc làm ăn của người thân. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Ngày của sự đến hẹn, định kỳ, những việc đã có dự tính trước nay xuất hiện. Hoặc có sự kết thúc của việc làm và mở ra công việc mới. Tuy nhiên cũng nên xem xét lại kỹ lưỡng e có sự thiếu sót cần phải sửa chữa, điều chỉnh. Ngày có tin vui, hoặc có khách, đình đám. Sự mong cầu về tài lộc tuy chậm nhưng sẽ có kết quả. Nên cẩn trọng khi sử dụng xe cộ, di chuyển tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Không nên vì chuyện tình cảm mà bỏ ngang công việc. Không nên bực mình khi có tin hoặc có người, bè bạn nóng tánh vì hiểu lầm, hoặc quá lo vì công việc. Sự vồn vã về tình cảm là điều không nên, trong sự di chuyển đi xa có sự trắc trở hoặc gặp rủi ro nhưng cũng không đáng lo ngại. Có tin vui về tình cảm, bè bạn, gia đình. Có tin buồn về sức khỏe, làm ăn của người thân. Tử vi tuổi thân với người tuổi thân thứ tư này có tỷ kiên giúp sức đường công danh sự nghiệp của bản mệnh nhờ thế mà thêm rộng mở những chú khỉ biết rõ thế mạnh của mình ở đâu và tập trung phát huy hết sức để có thể giành được điều mình muốn hơn nữa ưu thế của con giáp này là bạn biết nắm bắt thời cơ rất tốt biết cách lựa chọn đúng thời điểm có các điều kiện khách quan có lợi để thể hiện năng lực của mình khiến cho mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ mà không thể ganh tị trách móc được điều gì ngày hôm nay mệnh chủ dù bận rộn đến đâu cũng đừng quên dành thêm thời gian cho gia đình tình cảm dù bền chắc đến đâu cũng có thể nhạt phai sau thời gian dài không được vun vén và hâm nóng tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy dù có gặp sự trắc trở hoặc không vừa ý trong kết quả cũng nên chấp nhận đừng quá chú trọng những chuyện nhỏ nhặt tiểu tiết có tài lộc có tin buồn ở xa nếu là người con trưởng thì nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa mới tốt tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa ngày xấu không nên tiến hành quyết định những công việc quan trọng mọi sự đều nên cẩn trọng dễ gặp rủi ro thất bại tai nạn mất danh tiếng không nên đến những nơi đông đảo sẽ hoàn toàn không có lợi khẩu thiệt thị phi gia đạo bất an sức khỏe không tốt nếu thấy có điều lợi thì phải coi chừng lợi và hại đi đôi tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên tính toán hoặc thay đổi tình trạng hiện tại mọi việc chưa có thể kết thúc tiến thoái lưỡng nan sự mong cầu về tin tức không có ngày có nhiều áp lực trở lực tránh mọi sự thị phi tranh cãi tình cảm không tốt cầu tài lộc bất lợi tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc hãy cố gắng tìm hiểu ẩn ý của người cần gặp hoặc của các nguồn tin đến với mình nên lắng nghe dư luận ý kiến trong nội bộ sẽ có điều hay khiến cho mình dễ dàng trong việc giải quyết nói tóm là không nên độc đoán và nóng nảy sẽ có kết quả tài lộc trung bình có tin xấu về sức khỏe công danh tình cảm của bè bạn người thân ngày có nhiều lo âu bận rộn kể cả những việc cũ cũng xảy ra khiến mình phải giải quyết tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức có sự ra đi di chuyển nhưng cũng có tin buồn về chuyện này mọi việc chưa có thể kết thúc tiến thoái lưỡng nan ngày có nhiều áp lực trở lực tránh mọi sự thị phi tranh cãi cầu tài lộc bất lợi dễ hao tán tử vi tuổi dậu kiếp tài giáng họa tài lộc trong ngày thứ tư này của người tuổi dậu không được dồi dào cho lắm tiền bạc trong túi mình rõ ràng nhưng có thể sẽ bay biến bất cứ lúc nào nếu như bản mệnh không sớm cân bằng lại thu chi. Người làm kinh doanh có thể phải đối mặt với những rủi ro trong việc đầu tư do kẻ tiểu nhân dắp tâm bày mưu cản trở. Bạn nghĩ tất cả mọi người đều tốt đẹp và thiếu cảnh giác với những kẻ tâm địa xấu xa nên càng dễ bị mắc bẫy. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia cũng không quá yên ấm. Có lẽ vì chưa thực sự thấu hiểu nên đôi bên rất hay bất đồng ý kiến với nhau. Hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa. Tử Vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy. Việc đến nên tiến hành cho nhanh dù có trở ngại chút ít sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội. Không nên mưu cầu chuyện tình cảm có tính lâu dài, việc vui chơi, giao thiệp chỉ nên chốc lát không nên kéo dài. Nếu thấy có lợi thì nên dừng bước không nên tham vọng, tiến thêm sẽ không hay. Tử Vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh Hỏa. Không nên ngồi tại chỗ mà nên đi ra ngoài mới có lợi cho mọi việc không nên e ngại chuyện hao tốn sẽ có điều lợi vào hoặc có quý nhân giúp đỡ cơ hội đến với mình thuận lợi cho việc cầu công danh đính ước được lộc ăn dự tiệc tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ việc cầu mong còn mơ hồ chưa rõ ràng không nên hấp tấp ngày có nhiều việc phải lo âu gặp nhiều áp lực trở ngại tiến thoái lưỡng nan hoặc gặp sự tranh giành bất hòa đưa đến tranh cãi đổ lỗi trách nhiệm bị hàm oan khiển trách mọi việc chỉ nên ngồi yên càng hành động thì lại càng bị ràng buộc làm vấn đề chỉ thêm rắc rối thêm tài lộc chắc trở dễ hao tán tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc có nhiều sự biến động thay đổi về gia đạo cho người thân hoặc bè bạn có tin tức về chuyện tình cảm hôn nhân hoặc có dự tiệc có người đến tâm sự cần nghe ý kiến của mình tài lộc trung bình tình cảm tốt nên di chuyển đi xa tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim có tin xa có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn có đám tiệc việc cầu mong còn mơ hồ không nên hấp tấp, ngày có nhiều lo âu, gặp nhiều áp lực, trở ngại, tiến thoái lưỡng nan. Hoặc gặp sự tranh giành, bất hòa đưa đến tranh cãi, đổ lỗi trách nhiệm, bị hàm oan, khiển trách. Mọi việc chỉ nên ngồi yên, càng hành động thì lại càng bị ràng buộc, vấn đề chỉ thêm rắc rối, tài lộc chắc trở, dễ hao. Tử vi tuổi tuất, Thứ tư này dường như là một ngày khá may mắn với người tuổi Tuất khi mà cả chuyện tình cảm và công việc của bản mệnh đều suôn sẻ và tiến triển theo đúng như ý muốn của bạn. Đó là lý do không khó để nhận ra nụ cười hạnh phúc luôn hiện trên khuôn mặt của bạn. Tam hợp quý nhân sẽ giúp cho con giáp này có thể nhanh chóng tháo gỡ những mâu thuẫn còn đang vướng mắc với người thân. Mọi người cuối cùng cũng hiểu và thông cảm cho con đường mà bạn đã chọn. Với sự ủng hộ của người thân, bản mệnh càng thêm vững tin để theo đuổi mục tiêu của mình bên cạnh đó thiên ấn có thể sẽ giúp cho mệnh chủ tạo dựng được uy tín với đồng nghiệp và được cấp trên tin tưởng bạn sẽ được giao cho những công việc quan trọng làm bàn đạp để phát triển cho đường công danh về sau tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc cần phải thực hiện nhưng đây không có tính cách lâu dài nếu đã đạt được kết quả thì không nên tham vọng sức khỏe không tốt ngày có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết có tin buồn tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ không nên tiến hành công việc hoặc di chuyển đi xa. Không nên có sự giao kết hẹn ước gặp gỡ chỉ đem đến điều bất lợi, không có kết quả. Cầu mong tin tức không tốt, tâm tình bất an, nên ngồi tại chỗ, kết quả được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mọi việc đều chưa kết thúc, chưa có sự giải đáp thỏa đáng nên chờ đợi. Tử vi tuổi Mậu Tất thuộc mệnh Mộc, nên thu xếp vén khéo công việc, đừng mong tin xa, bên mình có kẻ rèm pha, ngày không tốt cho mọi việc nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc. Tài lộc vào ra thất thường, chớ nên tin cẩn vào tình cảm của người khác, gia đạo bất an, có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, không nên mưu cầu những chuyện lớn lao chỉ đem lại sự vất vả, trái ý. Tốt trước xấu sau, lợi hại đi liền, cho nên kết quả được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, mọi việc đều chưa kết thúc chưa có sự giải đáp thỏa đáng. Nên cẩn trọng trong việc đi lại Cuối ngày có tin tốt hoặc có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân nhưng cũng có sự hao tốn về giao thiệp. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Ngày rất dễ có những tình huống bất lợi xảy ra cho mình hoặc có nhiều việc tin tức đến không biết xoay sở như thế nào mới phù hợp. Bên mình có kẻ dèm pha, hoặc muốn xen vào chuyện của mình. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Tài lộc vào ra thất thường. Chớ nên tin cẩn về tình cảm của người khác. Có sự gặp gỡ, gặp mặt hoặc có tin tức, chuyện vui. tử vi tuổi hợi. Thực thần chiếu mệnh, tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Người tuổi hợi nắm được thời cơ cải thiện thu nhập ngay trước mắt và không để lỡ cơ hội đó. Với sự cố gắng và nỗ lực của mình, thành quả đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Đặc biệt những người kinh doanh tự do hứa hẹn được gặp những đối tác lớn, ký được hợp đồng béo bở. Hãy trân trọng cơ hội này của mình đừng để sự bất cẩn mà đánh mất vận may của mình. Cơ hội làm giàu không phải lúc nào cũng có sẵn đâu vận trình tình cảm của bản mệnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù tình cảm cả hai trao cho nhau là chân thành nhưng cuộc sống tiềm ẩn quá nhiều cám dỗ, mối quan hệ mới chớm của hai bạn đang rất non nớt như một mầm non cần sự che chở và chăm sóc kỹ càng. Do đó hãy cố gắng cùng nhau bảo vệ mầm non ấy, đừng để nó bị sóng gió ngoài kia quật ngã. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc tìm phương kế khác có lợi hơn là làm theo lối cũ có tin hoặc có quý nhân bạn bè đến đem lại chuyện vui tin tốt lành tài lộc vào nhanh ra nhanh có sự tu bổ dọn dẹp sắp xếp lại công việc đồ đạc vật dụng ngày có đình đám vui chơi hò hẹn tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ mọi công việc đã dự tính ở quá khứ nay nên tiến hành không nên e ngại hao tốn tiền bạc cần phải chỉnh đốn tu bổ sửa chữa dọn dẹp mới có kết quả tốt cho tương lai sự mong cầu về tài lộc còn chậm nhưng sẽ có kết quả có tin buồn ở xa, ngày không nên nêu ý kiến, soạn thảo dễ bị bỏ ngang nửa chừng. Buôn ba nhiều cũng khó thành công, không có lợi. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, ngày có nhiều sự lo âu phải buôn ba cường nhọc, khó có kết quả như ý muốn. Mọi tin tức mong cầu đều không tốt ngoài dự tính của mình, có sự phật lòng hoặc tin tức mong đợi không đến. Có tài lộc nhưng dễ hao cho các công việc về tu bổ, sửa chữa, giúp đỡ người thân, bè bạn hoàn nợ không nên đính ước kết bạn dễ gặp thị phi cãi cọ di chuyển tới lui không có kết quả tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim ngày có đám tiệc gặp gỡ có người đi xa hoặc có tin xa nên cẩn trọng trong vấn đề di chuyển đi lại có rủi ro chút ít có sự thuận lợi về tiền bạc tài lộc công việc làm ăn hao tán về giao thiệp hoàn trả nợ nần giúp đỡ tu bổ mua sắm tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy có tin xa có đám tiệc ngày có nhiều sự lo âu, phải buôn ba cực nhọc, khó có kết quả như ý muốn. Mọi tin tức mong cầu đều không tốt ngoài dự tính của mình, có sự phật lòng hoặc bật tin tức, có tài lộc nhưng dễ hao cho các công việc về tu bổ, sửa chữa, giúp đỡ người thân, bè bạn hoàn nợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.